Xin chào chị Viên Quỳnh, em chào tất cả mọi người. Em tên là Bùi Thị Hồng Nhung, em sinh năm 1975, hiện tại em sống ở Campuchia, nhà em ở Tây Ninh. Hôm nay em có tham gia cuộc sống Mỹ kết nối yêu thương. Rồi, chị chào em nha. Chào chị Viên Quỳnh. Chị rất là vui chào đón em đến với chương trình kết nối yêu thương hôm nay ha. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Chào chị Viên Quỳnh. Chào tất cả mọi người cộng đồng. Em kết nối yêu thương xuất Mỹ. Em tên là Bùi Thị Hồng. Em sinh năm 1975. Hiện tại giờ em sống ở Campuchia. Bán em ở Tây Ninh. Em qua Campuchia lâu chưa? Em ở Campuchia từ nhỏ tới giờ chị. Mà quê quán thì nhà ở dưới đó thì em tới lui vậy. À, em sống ở trên là nhiều. Cha mẹ của em ở đây luôn hay là ở chỗ khác? Hồi xưa thì cha mẹ cũng ở trên này chị. Tới rồi có gia đình hết rồi cha mẹ muốn về dưới Việt Nam lại. Thời gian này thì em sống một mình đó, rồi em cũng về Việt Nam sống ở nhà đó, rồi em mới lên đi lại thôi à, em mới lên đi khoảng mấy tháng này à. Rồi hiện tại là em đang làm công việc gì? Em làm tiệm tóc, nói chung ra trong tiệm em cũng có đủ thứ gì, em mở tiệm nhỏ nhỏ để làm vậy thôi. Phun tăm, rồi massage, rồi tóc, làm nail, nói chung ra trong tiệm em có đầy đủ. Có ai làm chung với em không hay là em làm một mình thôi? Có chị, có mấy đứa thợ lại tiếp phụ. Em sinh năm mấy? Em sinh năm 1975. 970 là em lớn tuổi hơn chị đấy, nhưng mà nhìn thấy trẻ quá hả? Có, ở ngoài nhìn vô khách lại cũng la em hoài, nói là em còn trẻ quá, trẻ 9 tuổi nhiều quá. Mà người vẫn có chỉnh sửa nổi gì đâu, có người tự nhiên nhưng mà khách lại cũng lo hoài gì đó. Vậy đó. Có bí quyết gì nào không? Giờ có kêu bằng chị nè, rồi chị có bí quyết gì không? Chia sẻ với mọi người đi. Chị cũng quen rồi thôi, giờ kêu bằng chị luôn đi. Còn em cũng bình thường vậy thôi, chứ em cũng không có bí quyết gì đâu. Mà có cái hay em không có cực gì chị. Còn rồi mày nắng, em làm tiệm này 20 năm rồi, cái ông chỉ trong mát không à. Có lúc cũng cực lắm. Mà hồi trước á, em còn gia đình á thì em làm nhiều lắm, em trang điểm cô dâu Campuchia đó, cực lắm, thức đêm nhiều, là một đám cưới gì 2-3 ngày mới xong một cái đám cưới, chứ không phải như của Việt Nam mình đâu. Ở Việt Nam mình có một buổi sáng là xong, còn Campuchia là dọn như người của Thái vậy đó, làm như người Thái thì em cực lắm. Em làm nó hết 10 đám cưới 3 ngày á hả? Dạ, nội đám cưới, cái ngày vô đám rồi cái ngày ăn, nói chung ra dọn dẹp xong là đúng là 3 ngày á. 2 ngày, 3 ngày. Cực lắm. Giỏi quá ha, cực mà giỏi rồi. Rồi, chị, tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Tình trạng hôn nhân của em tự em xin ông xã ly hôn từ gần năm 2014. Em có 2 đứa cháu, đứa lớn đã 2 mấy tuổi rồi. Rồi em mới có thằng bằng nhỏ bé sau này được 3 tháng. Sinh được 3 tháng 2014 đó là em xin ông xã ly hôn. Rồi ổng cũng không chịu. Ổng có nói sửa đổi hoài mà ổng cũng vậy hoài. Thì em cũng tha thứ cho ổng hoài cho tới 2020. Ổng cũng vậy hoài thì em giao hết của cải cho ổng hết. Xin thằng nhỏ đi ra thôi. Em về quê. Về quê cũng về Việt Nam á. Em về Việt Nam em còn được chút tỉnh tiền cái em mua đất với lại em thuê được cái nhà cũng hơn 1 tỷ gì đó. Rồi em thấy em ở trên này quen đó. Em làm khách đông người quen đó. Em về đó, về quê cũng
như trên này á. Em buồn, em cũng giờ nhà dưới em cho người ta thuê, em lên trên này em làm tiệm em cũng thuê lại chỗ người ta. Rồi con cái là ở đây hay là ở ở Việt Nam? Ở anh lớn của bé thì ở Việt Nam đi làm, làm sống được, kiếm tiền ơn sống được. Cái thằng bé của em nay được 10 tuổi rồi, 10 tuổi là nhỏ là đi theo em vậy thôi. Ông xã trước của chị là làm là người Campuchia hay là người Việt Nam? Ông là người Campuchia chị. Tại vì em sống lớn lên nên nhỏ, từ nhỏ ở trên này á, em có gia đình người Campuchia. Nhưng mà có một cái là em không có được nhập quốc tịch được á. Em sống từ nhỏ nhưng mà cái nước này á, nó không cho mình nhập quốc tịch được chị. Dạ ngộ vậy, nước nào cũng cho nhập quốc tịch, chỉ có nước Campuchia thì là không cho nhập quốc tịch chị. Thời gian em chỉ sống mà vợ chồng tin tưởng, rồi em cứ làm, rồi em sống của cải, nhà cửa, xe, rồi đất cát này cũng đứng tên của ổng không à. Sao ổng cũng chỉ thấy mình làm được tiền á, ổng muốn được vô chứ ổng muốn được ra. Đó thành ra em cứ buồn hoài, em cứ nói giờ em chỉ xin cái chữ ký ly dị thôi, anh muốn được cái gì thì anh cứ lấy đi. Em xin lại cái tiệm để em nuôi thằng bé, là lúc đó em xin ly dị, bé mới được có 3 tháng thôi. Ổng không chịu biết rồi thôi. Em cũng thấy khó sống ám ảnh cho em hoài thì thôi, em nói giờ em giao cho anh hết, em chỉ xin thằng bé đi ra thôi. Rồi từ đó tới giờ nay cũng 4 năm mấy 5 năm rồi đó chị, 2020 tới nay. Ông xã trước của chị làm công việc gì? Ông làm bên ngành bên thu phí, bên điện lực đó chị. Ngộ ha, ở Campuchia ngộ ha, ở lâu xanh ở đó luôn mà không có được nhập tịch của Campuchia hả? Nói với ông gốc của em hồi xưa ông bà cũng có quốc tịch Campuchia đó, mà đại giờ ông bà mất hết. Ông bà mất hết rồi, còn cha mẹ về cha mẹ cũng mất luôn nữa, rồi cũng không có nhập quốc tịch vô được. Vậy là mình không có mua được tài sản gì ở bên đây hết? Không có mua được chị. Chỉ có tài sản cũng có ba thằng bé đứng tên. Rồi xong rồi em cũng giao lại hết cho người ta, em cũng sinh ra mình không, với em ôm thằng bé đi để coi con vậy thôi. Rồi các con có được vô quốc tịch không? Có. Bây giờ hai thằng bé là hai quốc tịch. Quốc tịch Campuchia, quốc tịch Việt Nam. Rồi chị nghĩ là ưu điểm của mình là gì? Trong ưu điểm của em từ nào giờ, em từ nhỏ tới lớn em tự lập ơn mình không à. Ít có làm, nói chung ra từ nhỏ tới lớn em chỉ làm tiệm, em mua bán về chợ, chứ em không có bao giờ làm phiền anh chị em cha mẹ. Thì ra em có làm được thì em giúp nhiều cho cha mẹ. Cha mẹ em làm nhà làm này kia cho mẹ em ở. Cha mẹ bệnh đau mất đi cũng em cũng lo, chúng ta em thương gia đình, tạo lập của mình là không có ai giúp đỡ được hết. Rồi chị nghĩ khuyết điểm của mình là gì? Nói chung ra em hay có tuổi thân hay có khóc hoài. Em coi chương trình này kia đó, em cũng khóc hoài. Nhiều khi em coi phim mà thấy tuổi em cũng khóc hoài, em tuổi thân của em. Tại vì em lo làm lắm, em ít có được đi chơi. Chị biết không, ở trên Campuchia này á, một năm á, ăn Tết hai lần là lớn. Một cái Tết Campuchia, cái Tết của Việt Nam. Mà Việt Nam ở trên Campuchia này cũng đông lắm. Mà em không có được ăn Tết, em cứ làm suốt. Tại vì cái ngày người ta nghỉ á, là cái ngày người ta lợi tiệm của mình. À, em cứ làm hoài gì đó, thành ra em không có được nghỉ ăn Tết, em không có biết ăn Tết là gì nữa. Là 20 năm hơn em không có biết ăn Tết, nhiều khi em tuổi thân em khóc hoài à. Đây là làm nghề rất là giỏi cho nên khách người ta thích, người ta tới đông vậy đó hả? Rồi Tại Tết như Campuchia, Tết Việt á, người ta biết là cái chỗ của em mà không bao giờ đóng cửa. Ai đóng cửa thì đóng, tới cái ngày Tết Campuchia thì tiệm người Campuchia người ta đóng cửa, người ta đi chơi, người ta về quê. Chỉ có cái tiệm của em không bao giờ đóng cửa. Người ta khách ở ra gần nhiều năm, người ta biết. Ta cứ gọi gần gần suốt. Thành ra em cứ làm suốt. Em không biết đóng cửa là gì.
không có biết được đi đâu với ai. Rồi chị là ở thành phố nào, ở Campuchia năm bên hả? Em cũng theo tỉnh tỉnh Cần Ché. Ở Ché từ nhỏ tới lớn, từ Cần Ché nó xuống Long Binh đó là 400 cây số. ồ xa vậy đó hả? Cũng theo tỉnh cũng như thành phố, rồi ra ngoài Tây Ninh hay là qua chỗ này chỗ kia, tỉnh này mấy trăm Là cây. chỗ này gần với Tây Ninh không? Từ đây về Tây Ninh là bao xa? À cũng gần á chị, về đây về Tây Ninh là chắc cũng 3 tiếng. Bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Em chỉ muốn người đó lớn tuổi tí xíu cũng được, chỉ biết chăm lo cho em đời còn lại sau này, tại vì em đã buồn nhiều nhiều tảng của em, ổng thấy em làm được rồi ổng không bao giờ tính gì trong gia đình á, chỉ có một mình em lo toan hết. Em cứ muốn là có một người lớn tuổi một tí cũng được, anh đó ở nước ngoài ổng nói chung ra người lớn tuổi và gần nghỉ hưu rồi về Việt Nam sống cũng được, em chỉ muốn vậy thôi. Chị có nghĩ là anh ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? À, em nay sinh 1975 là cũng gần 50 rồi, tuổi anh nói khoảng từ 50 tới 60 ngoài đi. Rồi nếu anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào? Ra bây giờ thì ai cũng có cái giao thiệp đó, nhưng mà chỉ ở ít gì vừa thôi chứ đừng có nhiều quá này thôi. Cũng không cấm cản được, tại giờ người ta cũng giao thiệp bạn bè anh em cô chú, chứ không có cái đó cũng không có tiệc tùng cũng được vui. Con chị như thế nào, có ủng hộ chị đi tìm người bạn mới không? À, thằng anh nó thì cũng không sao đâu, thằng anh thì thương thương mẹ lắm, còn nhiều nhất là bé nhỏ, tại vì 5 6 tháng nay em không biết sao mà nó cứ kêu mẹ ơi mẹ đi lấy chồng đi, không tội nghiệp mẹ lắm, tại vì thời gian có lúc em làm cũng khách đông đó, rồi em không có được ăn uống gì, em cứ đau 2 3 lần em cảm sốt, cái nó nói nha con không biết làm gì cho mẹ đâu, mẹ lấy chồng đi cho ta phụ coi mẹ với. Rồi mẹ nó cái em nói để em hỏi cô coi có ai coi chú nào tốt thì mẹ mẹ thương người ta chứ mẹ đâu có đi đâu đâu mà mẹ biết ai tốt đâu con. Cái em bé nói chị biết nó nói gì nè, à, mẹ mẹ nói với cô đó nó kiếm chú nào có thương con với mẹ, Chuyện không dễ thương thương với mẹ chưa kiếm chú nào thương con với mẹ. ha. Nói chuyện dễ thương ha. Kêu hoài hôm nay kêu hoài, có bữa đi học về khóc, với người ta có ba mình không có ba, với trong nhà mình ở có 2 mẹ con nha mẹ ơi buồn lắm, mẹ kiếm ba đi con cũng thương ba, con kêu người ta bằng ba đó mẹ. Ủa mà ông xã em chia tay rồi á, có thăm con không? Nói chung ra mà 2 năm trước cái sinh thằng bé đi về chơi em cũng cho đi chơi, tội nghiệp con, nói chung ra người lớn mình sao cũng được mà tội nghiệp cho bé chị, tội nghiệp cho con mà thường xuyên thì em không có cho qua lại, đi là đi biết bằng đi chơi vậy thôi chứ còn thường xuyên thì em không cho qua lại, tại vì người ta cũng có gia đình rồi chị. Chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? Dạ em cũng coi video của chị á, là em xem hôm nay cũng lâu lắm, cũng có 5 nay rồi đó. Vậy đó hả? Cũng Cũng có có 5 nay em nghĩ tí sợ, không dám đi bước nữa thì sợ, sợ sẽ khổ nữa. giỏi mà trẻ trung xinh đẹp như thế này, khi chia tay em xả ra chắc cũng có nhiều người theo đuổi hả? Cũng có nhiều người làm mai mối lắm chị, nhưng mà em không có dám, em nghĩ là em đau khổ mà lúc mà em ẵm thằng bé đi á, em đi lên núi em ở trên chùa em ở cả tháng trên chùa em đi tu á, rồi cái em nghĩ là có 2 mẹ con rồi thằng bé nó còn nhỏ nó đi ra rồi không có ai, nó không có quen thuộc với ai nữa, mẹ em đi gửi thì tội nghiệp con quá đi, em mới đi xuống trên núi xuống đó, tức là đó là mới ra là em buồn là em đi lên núi á, em đi ở trên núi á, rồi ở trên núi rồi cái hai anh em nó nói tao kêu mẹ về đi, thì em chị em cũng kêu về
con làm nhà làm này kia cho con ở đi. Rồi xuống đó là làm nhà cho con ở. Rồi buồn cũng ở không được nhà, nó cũng phải đi lên đây làm nữa. Vậy rồi, thời gian rảnh rỗi là chị thích làm việc gì để giải trí cho mình? Nói chung em không có được thời gian dành cho riêng mình chị. Từ ngày em mở tiệm tới giờ, với lại từ ngày em ở một mình tới giờ cũng gì không có thời gian cho một mình. Hồi trước khi em làm nhiều á, tới chiều về á em mệt, em tắm rửa là em nghỉ. Em ít có được đi ra ngoài lắm. Thì ra em muốn đi chơi ở đâu đâu xa xa thì em cứ giao tiệm rồi cho mấy cái thợ là em đi luôn vậy đó. Được thôi, chứ còn bình thường em ít có được cho bản thân mình có tiếp tục đi đâu chơi lắm. Rồi bây giờ càng không nữa, bây giờ thì sống một mình với thằng bé, có hai mẹ con cũng không dám ra đường mừng đêm, chiều tới là ở nhà dọn dẹp nhà trong tiệm xong rồi, rồi tới dọn dẹp nhà cơm nước cho thằng bé, coi con cho nó đi học, chứ không có được thời gian cho bản thân của mình nữa chị. Thấy gì cũng cực cũng cực cực, chuyện trong tiệm rồi chuyện nhà cũng một mình. Hồi trước cũng vậy á, hồi trước làm cũng thợ đông lắm, mười mấy cái thợ cũng lẩn quẩn, đi làm về thì cũng coi trong nhà trong này kia gì đó, không có làm gì nhiều trong nhà đâu, nhưng mà cũng phải coi trong nhà sạch sẽ. Em sạch sẽ anh nghĩ là em nói, em chưa có nói hết chỗ này, nếu có anh nào mà nghe được em nói thì có tính cũng vui vẻ, đừng có cọc cằn, đừng có gia trưởng nào, tại vì em sống ngoài tiệm, em làm tiệm em cũng nói tiếng để với khách mỗi ngày à, em cũng quen cái đó đó. Yeah. Nói chuyện vui vẻ nhẹ nhàng quá, cọc cằn em mà sợ phải không? Nói chung ba thằng bé cũng không có bao giờ cọc cằn với em đâu, nhưng mà em tuổi thân là gì, chuyện gì mọi việc chuyện gì cũng một mình em gánh vác, rồi gánh vác sau này cũng của cải cũng đứng tên của người ta hết, em cũng buồn gì đó. Rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? À, chiều cao của em 1m55, cân nặng em 47kg. Dáng dáng cũng khá hay ha. Không mà từ xưa giờ cứ nhiêu đó chị, không có lên ký. Chỉ làm mệt tới 1kg thôi chứ không có lên ký. Vậy đó, vậy là sướng rồi. Chị thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Cũng vui vẻ đi, đừng ít nói quá cũng buồn lắm, cũng vừa theo tính của người ta mình vui vẻ với cô chú anh chị này kia trong gia đình đó. Rồi ủa chị có biết tiếng Việt không, có biết viết tiếng Việt không? Biết chị Việt biết, nói tiếng này nè, tiếng Việt, tiếng Cam em cũng biết nữa, có cái tiếng Anh mẹ không có biết thôi. Khi mà nhắn tin cho các anh thì ví dụ sau video này mà mình thích ai á, thì mình nhắn tin cho các anh á, thì viết chữ nha, đừng có gửi tin nhắn thoại. Dạ. Dạ. Em nghĩ em nhắn tin cho chị em nói em ghi âm cho nó lẹ cho nó dễ nói. Nhưng mà khi ghi chữ nó sẽ dễ hơn, người ta sẽ bấm vô người ta coi liền chứ người ta không có bấm vô đó nữa. Rồi. Dạ. Dạ. Nếu có người yêu, chị có thích người yêu của mình có tính lãng mạn không? Có, em thích người ta vui vẻ, lãng mạn, yêu thương, chiều chuộng mình. Tại vì em sống, nói chung là cuộc sống của em nhỏ nhẹ từ lúc em làm tiệm, trước làm tiệm tới giờ tối này. Hồi trước đó, thở nhiều cũng vậy đó, cứ thở nào mà lợi mà nói chuyện cọc cằn là lợi gỡ gần em cũng nói chuyện nhỏ nhẹ theo à. Cũng từ từ cũng tập theo cái tính của em mà nói chuyện từ từ thôi. Con hay là nói chung ra thằng bé thằng ngày em muốn khi nào kêu nó bằng thằng tên, kêu là con không à, khi nào mà kêu nó thằng này kia lắm, khi nào kêu ô mày giận quá này kia kêu mày nghe là không có, là có đâu, nhiều chuyện với con là con không à. Tiệm có chị mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ? Sáng ra là tại vì em làm tiệm tại nhà luôn á, sáng ra là em mở cửa em làm có lúc thì tới 8-9 giờ tối cũng có, 9-10 giờ cũng có lúc thì em làm 6-7 giờ, lúc nào dám khách lúc nào thì em đóng cửa lúc đó. Hiện tại là có bao nhiêu thợ làm cho chị?
Hiện tại giờ tháng này cũng mưa, hôm nay hai hơn tháng nay là hơi vắng rồi, mấy đứa thợ cũng ít có lợi. Còn mà tháng mà tại vì ở trên Campuchia này nó làm có tháng đó chị, từ tháng 10 hay tháng 9 tháng 10 đi là làm xuống tới tháng 6 tháng 7 này nè mới vắng khách. Và tháng này người ta ít có đám cưới, ít có đám tiệc này kia, người ta đi làm vô chung đang người ta đi làm cái gì làm rẫy á, nhiều ta đi vô đâu rẫy của người ta. Nói chung là em muốn làm mấy cái điều đó, nhưng mà em nói mày chợ là tháng này đi là hơi vắng, mưa xuống á, phải đừng bớt mưa tháng 10 đi là làm được. Sau khi chia tay với ông xã mình rồi, trẻ trung xinh đẹp như thế này chắc cũng có nhiều anh theo đuổi hả? Chị ơi nói gì chứ, bây giờ chị nói nhìn còn trẻ chứ hồi trước trẻ đẹp, bây giờ trước mình còn dễ thương hơn mình nữa đó, thương bản thân lắm. Tới ngày chỉ mặc đồ vừa vừa coi, không có mặc đồ hở hang gì thôi, mặc đồ vừa vừa đẹp đẹp thì đi ra tiệm rồi, thương bản thân mình lắm. Tại vì mình không có được đi đâu chơi, mình cứ ưu điểm cho bản thân của mình vậy thôi. Đó, bây giờ thì thấy còn hơi 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 già hơi thằng rồi chứ hồi trước dễ thương lắm. Là có nhiều người theo hả, nhưng mà chắc có hơi khó tính hay sao? Không, không khó tính gì đâu chị, nhưng mà cũng nhiều người theo hỏi này kia, có người thì theo hỏi không được thì cũng có người nhờ người này kia là hỏi. Nhưng mà em nói em cứ ở vậy tí nữa đi, em cứ sợ em cứ sợ rồi ngập người gia trưởng hay là uống đêm về rượu chè này kia, rồi em sợ sợ có chuyện là một lần nữa nó không phải dễ đâu chị. Cho nên chị có được mấy anh chị em? Hiện tại thì em có 4 chị em. Một chị em, một người chị với lại người em trai, người em gái. Gia đình chị á, rồi ở Việt Nam hết hay là ở Campuchia? Cũng có người ở Việt Nam, có người ở Campuchia. Sau hôn nhân đổ vỡ, hiện tại bây giờ trong lòng chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho mình? Em chỉ nghĩ là một người đó hơi lớn tuổi, có tính thương người, có tính dễ chịu, thương gia đình. Nếu mà mình thương gia đình mới thương được vợ của mình, mình không thương gia đình thì mình cũng không có chăm sóc được gia đình. Rồi chị có nghĩ là một anh muốn làm quen với mình nó chiều cao khoảng bao nhiêu thì ok không? Nói chung ra đàn ông thì có ít có khi nào mà thấp hơn người phụ nữ lắm. Những miễn là cao hơn em tí là được rồi, chứ còn không cần gì cao quá mà cũng không lùn quá, tùy theo duyên nợ đi. Ngoại hình của mà đàn ông thì cũng ngoại hình của anh ấy đối với chị có quan trọng không? Không, không, xấu cũng đẹp mà xấu cũng được mà đẹp cũng được, nhưng mà hiện tại nữa nói chung ra là từ năm mấy 60 rồi, lớn tuổi rồi cũng đâu còn gì mà trẻ đẹp nữa. Chờ coi nhà chị coi. Dạ. Dạ, bên Cam nhiều hơn ở Việt Nam thì chắc là chị nấu đồ ăn Cam rất là ngon hả? Em nấu đồ ăn Cam cũng được mà đồ Việt Nam cũng được. Nói chung là cũng thích nấu ăn lắm, rảnh rỗi thì nhiều khi bây giờ có hai mẹ con cũng muốn ăn gì cứ nấu ăn gì, ít cứ ra chợ mua đồ ăn rảnh. Đang muốn ăn gì á, bánh canh hủ tiếu thì kia, và muốn ăn cái gì là hai mẹ con nấu, chỉ được có hai tô cũng nấu. Chỗ mình ở hai tô. Chỗ, dạ. Chỗ mình ở là có gần chợ không? Gần chị, gần chợ. Dạ. Ok, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Sau video này nếu anh nào thích chị, chương trình sẽ cho anh ấy số điện thoại để anh ấy liên lạc với chị nha. Rồi sau video này nếu mà chị thích anh nào, ghi số video xuống gửi qua chương trình sẽ cho chị số điện thoại để chị liên lạc với anh ấy nha. Tuy nhiên hồi nãy là giống em đã nói với chị rồi, giờ giấc ở Việt Nam và các nước ở Cam, giờ giấc nó khác nhau hoàn toàn ha. Cho nên mình khi liên lạc ra nước ngoài thì mình phải kiên nhẫn nha. Ok, chị chào khán giả giùm em ha. Quý lại khi tìm hiểu phải cẩn thận
về tài chính, hoặc là khi người ta muốn mình làm gì mình cảm thấy mình thiệt thòi mình có quyền từ chối nha, tại vì mình phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình ha. Dạ, chị chào khán giả giùm em Chào chào chị Viên Quỳnh và chào tất cả mọi người cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước nha. à, chị cứ nay chị Dạ. nha, chúc chị may mắn ha.